Có thể chia sẻ một chút xíu đi. Thực tế là mình cũng giống như các bạn đây thì cái khoản tiền mà đầu tư từ bắt đầu thì cũng khoảng 50 triệu thôi. Thì hiện tại thì nếu mà mình cứ tích góp dần theo cứ mỗi tháng lương như vậy, mình dành khoảng nửa 50% tiền lương vào, và hiện tại tài khoản của mình cho tới thời điểm hiện tại thì tầm trên 800 triệu rồi. Tính ra tại mình cũng khó mà tính được chính xác cái tiền, tại vì mình không đầu tư một lúc một số tiền lớn, mà tầm bây giờ nếu mà tính cái khoản đấy thì khoảng trên 30%, và do cái tiền mình bỏ cũng từ từ giống như là bỏ theo từng 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 tháng, cho nên là mình cũng không 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 để ý lắm tới cái chuyện mà thị trường lên xuống, và cũng không có nghĩ là mình đã từng bỏ đi bao nhiêu tiền, mình không tính chính xác được. Ok, tôi muốn hỏi một chút là cảm nhận mà mỗi lần anh nhận cổ tức anh thấy trong lòng thế nào? Thực tế là mình mỗi năm như vậy là trung bình khoảng trên 10%. Cổ tức ạ? Dạ. Ok, rất tuyệt vời. Cái hạnh phúc ở bên trong đúng không ạ? Khi mà cái người công nhân thêm bằng tiền nó tự làm cho mình đúng không ạ? Cảm ơn anh ạ. Và mình mỗi lần mình cảm thấy là các cái khoản chi tiêu khác dường như là mình phải suy nghĩ. Lúc trước đây thì ví dụ như mà mỗi lần lãnh lương ra mình nghĩ là những cái tiền mà mình xài vào những cái khoản mà nó không có thật sự có lợi lâu dài thì mình hạn chế, mà gần như mình là giống như có cái máu ở trong đó, mình luôn luôn là dành những cái tiền mà tiết kiệm vào cổ phiếu. Tôi cũng sẽ Cảm tải ơn một cái mọi cảm người. ơn anh. Chúng ta cho anh.